tháng năm âm lịch, ba con giáp hút cạn lộc trời, kiếm được nhiều tiền, may mắn, thành công. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy của mỗi người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này nhưng lại xui xẻo, đen đủi vào thời điểm khác. Không ai có thể biết được may mắn đến với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, vốn dĩ may mắn lại được cấu thành từ cơ hội. Quan trọng là khi gặp được điều đó, có thể biết nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát huy một cách triệt để nhất. Các bậc tử vi có chỉ ra rằng, thời điểm tháng 5 âm lịch sắp tới được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với ba con giáp. Thời điểm này có ba con giáp làm ăn gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người. Tất cả đều nhờ được tử vi phúc tinh cao chiếu, thân phận giúp đỡ và hỗ trợ. Vậy đây là cơ may của những tuổi nào trong tháng 5 âm lịch sắp tới? Và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi, tìm hiểu chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, trong tháng, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đã được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất, tuổi Mùi. Phần trình tử vi của mệnh chủ tuổi Mùi bước vào tháng 5 âm lịch thuận lợi nhờ mối quan hệ Mùi, Ngọ, Nhị hợp. Tháng sắp Ngọ, mệnh chủ làm việc gì cũng thuận lợi, nhưng vấn đề còn tồn đọng vướng mắc chưa giải quyết được để được giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần bản mệnh bỏ thêm chút công sức, đào sâu suy nghĩ, tìm ra được chìa khóa giải quyết. Vận tài lộc nhờ vậy cũng được nhờ cậy mà khấm khá hơn chút. Tuy nhiên, trong quan hệ xã giao, bản mệnh cần tiết chế cá tính riêng, tránh để rơi họa tiết tiểu nhân đố kỵ, chơi xấu sau lưng. Mà sức khỏe, bản mệnh cũng cần chú ý về gan, mật, vì dương khí thịnh ổn thường trực tiếp tới hai bộ phận. Đồng thời, không nên thức quá khuya, tránh uống nhiều rượu. Ngược lại, nên uống nhiều nước trắng thúc đẩy quá trình thái thải độc. Ngược lại, nên uống nhiều nước trắng để thúc đẩy quá trình thải độc nhanh hơn. Mặt tình cảm, bản mệnh cần tận dụng cơ hội tốt nhất để thể hiện mình. Nhìn chung chỉ có các mệnh chủ đã lập gia đình mới phải lưu ý. Về mặt sự nghiệp, phần tử vi của mệnh chủ tuổi Mùi trong tháng sắp Ngọ là một tháng trong các tam hung. May mắn của bản mệnh là gặp được quý nhân, nhị hợp tại nguyệt lệnh. Nhưng sát tinh hồi khí trong cung mệnh lại đem tới nhiều vận xấu, nên nói vận tam hung là vậy. Quan hệ lục hợp đem tới nhiều cơ hội sự nghiệp, quý nhân hóa giải mọi mâu thuẫn trong khi làm việc. Bản mệnh sẽ phải bỏ gấp đôi công sức ngày thường để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Sự xuất sắc khiến bản mệnh dễ trở thành bia để những kẻ nhàn rỗi ngắm bắn. Bản mệnh tránh tỏ ra kiêu ngạo hoặc quá tự hào về thành quả của mình, bởi hồi khí hung tinh sẽ đem tới nhiều căn khí xấu, đôi khi bản mệnh phải đứng trước nhiều cửa trong công việc, hành sự sẽ dễ bị kích động hóa, quyết định hồ đồ. Bản mệnh hãy thực hiện công việc theo các thói quen hàng ngày của mình, không nên thử thách mình với các ý tưởng mới. Nếu không có thời gian này, bản mệnh sẽ dễ dàng khi cố gắng thử sức những cách đi mới, nên tránh hành động với tư tưởng một chiều. Lúc này toàn sự cân bằng trong chính mệnh, trong con người. Về tài lộc, tử vi tháng 5 âm lịch của mệnh chủ tuổi Mùi cho thấy phần trình tài lộc trong tháng giáp Ngọ không khác gì có giáp khác. Thiên tài tàng trong giáp Mộc đem tới nhiều cơ hội về tiền bạc, chủ yếu là các mặt ngoài, nghề phụ hoặc bất ngờ xem có được may mắn hay không. Kiếm nhiều thì tiêu cũng nhiều. Đây chính là tình hình tài chính của bản mệnh trong thời gian này. Tuy nhiên hãy coi đó như là sự hưởng thụ cho thành quả lao động vất vả.
Nhưng mệnh chủ làm ăn kinh doanh trong thời gian này thì sẽ nghe ngóng được nhiều nguồn tin liên quan để có hướng điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thị hiếu khách hàng, thị trường. Bạn mệnh nên tập thói quen ghi chép, đề phòng mệnh bỏ lỡ nhiều thông tin quý giá khi tham gia một buổi họp về kinh doanh. Bạn mệnh cũng không được quyết định hồ đồ nên bất cứ kế hoạch sử dụng tiền bạc nào, nếu biết lắng nghe những người có kinh nghiệm thì vận thế của anh sẽ lạc quan hơn nhiều. Ngoài ra, trong tháng 5 âm lịch, những mệnh chủ tuổi Mùi trẻ tuổi thì có nhiều chi tiêu bất ngờ về mua sắm. Hãy kiềm chế bật chi dùng vô tiền khoáng hậu của mình, đặc biệt thời gian cát khuyên bản mệnh. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn giải quyết mọi vấn đề. Mọi việc vì thế cũng được khanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mùi để vật phẩm phong thủy mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Thân. Tử vi tuổi Thân tháng 5 âm lịch cho thấy bước vào tháng Giáp Ngọ, bản mệnh Thân Kim có chút biến chuyển. Cùng với đó, Thái Dương quý nhân đi vào cung Quan Lộc cũng khiến bản mệnh bận rộn, vận tài lộc được thúc đẩy, nhưng Thân Kim chịu Ngọ hỏa thiếu đốt nên làm đến đâu tiêu hết đến đấy. Tuy nhiên mà sức khỏe thì quan hệ tương sinh tiêu hao nên thường xuyên mệt mỏi, đau đầu. Chuyện tình cảm trong tháng may mắn tương đối khá lạc quan đối với mệnh chủ. Như vậy, dù có các tinh nhưng mệnh chủ luôn tuổi Thân, luôn phải đề cao cảnh giác. Về mặt sự nghiệp, vận trình của mệnh chủ tuổi Thân được quý nhân Thái Dương che chở nên công việc thuận lợi, được lãnh đạo tin tưởng. Tuy nhiên, quan hệ ngũ hành khắc chế tạo ra nhiều nhiệm vụ phải làm, áp lực nặng nề. Trong thời gian này, nếu mệnh chủ tuổi Thân tận dụng và duy trì các mối quan hệ xã giao thì sẵn sàng sẽ giúp bản mệnh tìm ra các vấn đề để xử lý vấn đề. Ngoài ra, khả năng lĩnh hội của bản mệnh cũng trở nên mạnh mẽ, có thể học hỏi thêm phương pháp làm việc mới, từ đó có thể tự mình xây dựng kế hoạch từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp. Trong công nghiệp, lúc này tư duy minh mẫn sẽ được phát huy triệt để. Tính lãnh đạo, phân chia công việc mà được phát huy hết tác dụng. Nhưng làm gì thì bản mệnh cũng đừng quên ảnh hưởng đến từ thái tuế. Mọi việc cần cẩn thận, nhẫn nại, chờ đợi bất cứ khó khăn nào về mặt tài lộc. Xét tử vi tháng 5 của mệnh chủ tuổi Thân đều cho thấy, nhìn theo góc độ ngũ hành, Thân Kim, chịu Giáp Ngọ, khắc chế, mà hóa thủy. Mà trong phong thủy, thủy quản tài nên vận tiền bạc của mệnh chủ tuổi Thân có nhiều triển vọng thăng hoa. Để chính tài còn được quý nhân đảm bảo nên bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm việc, nâng cao năng lực bản thân. Mặt khác, thiên tài tọa thiên can nguyện lệnh nên mệnh chủ tuổi Thân cũng có nhiều cơ hội để kiếm tiền trong tháng 8. Nhưng sức mạnh của thái tuế không thể né tránh được tuổi Thân, dù có làm bao nhiêu cũng đều phải điều chuyển. Bản mệnh có thể coi chuyện tiền bạc đi trước để ứng hạn cho mình, chăm chỉ, công đức, phóng sinh, giúp đỡ người khó khăn. Thì hạn năm tuổi cũng bớt đi nhiều, đề phòng có sự cố bất ngờ về sự kiện khiến bản thân tiêu tốn nhiều khoản tiền lãng phí. Các chi phí hàng tháng cho kiểm tra bệnh tật, cơ thể đối với bản thân và người nhà thì không nên tiết kiệm. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy việc khanh thông sự nghiệp tiến triển, tốt thầy gia cát khuyên mệnh chủ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa phù hộ bảo vệ bản mệnh khỏi mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang chỉ chú, xem ngày sử dụng là ngày nào, lại thao tác tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Thân. Thứ ba là tuổi Tuất. Tử vi của mệnh chủ tuổi Tuất trong tháng Giáp Ngọ cho thấy bước vào cục diện dần Ngọ Tuất tam hợp, nên đây được coi là một tháng vượng đế của bản mệnh. Dù đầu tháng vẫn gặp chút trở ngại do vận khí xấu từ tháng cũ còn tồn tại, nhưng nhờ khả năng tùy cơ ứng biến nên bản mệnh dễ dàng vượt qua. Bản mệnh nên thay đổi, tìm kiếm tư duy mới,
thì mới có phương châm nào khác dành cho bạn. Nếu bản mệnh muốn thay đổi công việc thì đây là cơ hội trời ban. Cái vừa là hung tinh, vừa là cát tinh. Nếu biết chủ động xoay sở cho mọi khó khăn thì vận xấu sẽ chuyển thành vận cát. Ngoài ra trong thời gian này, tài lộc vô cùng khởi sắc. Ngọ hỏa âm ý cháy trong lòng tuất thổ sẽ sinh ra vàng bạc đá quý. Vậy nên tháng này mệnh chủ tuổi tuất chỉ cần ngồi đếm tiền. Về mặt sự nghiệp, vận trình sự nghiệp mệnh chủ tuổi tuất có nhiều dấu hiệu thăng tiến, quan hệ hòa hợp. Và với nguyệt lệnh giúp bản mệnh nâng cao hiệu suất làm việc, cơ hội được lãnh đạo cân nhắc không hề nhỏ. Nhưng tuổi tuất quyết không làm việc đơn phương độc mã cá nhân, không thể làm nên thành tích. Nhưng tập thể xung quanh lại có thể. Mặt khác, một mình làm hết mọi việc sẽ rất mệt mỏi, ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện kế hoạch, mệnh chủ tuổi thân luôn phải giữ một thái độ kiên định tới cùng, như mở tầm nhìn mắt rộng và xa, đừng mù quáng theo đuổi mục tiêu, điều khiến bản thân trở nên trì trệ, không có sáng tạo. Cuối tháng bản mệnh cũng phải chú ý khi xử lý các công việc mang tính học thuật, hàn lâm. Về mặt tài lộc, mệnh chủ tuổi tuất bước vào tháng tam hợp vượng đế nên có đường tài lộc nhiều khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Lại thêm thiên tài cát thần thiên ẩn sống trong nguyệt lệnh nên vận khí tài vận tốt cho những mệnh chủ đang làm kinh doanh, nhận được hoa hồng lợi nhuận. Tuy nhiên, tuổi tuất vốn sinh ra không may mắn trong chuyện tiền nong nên bản mệnh hãy hạn chế chi tiêu lãng phí trong tháng, hãy học cách tiết kiệm từ những hành động nhỏ nhất, tắt điện khi không sử dụng thức ăn vừa hợp với khẩu phần. Ngoài ra, để mọi người phát triển một cách nhanh chóng thuận lợi thì mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, phẩm tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Phẩm tam hợp quý nhân của mệnh chủ đã đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ xấu, ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh mình. Phẩm còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi tuất tăng may mắn, chiêu tài lộc căn lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.